Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp một chiếc mẫu máy bay rất đơn giản. Đây là mẫu máy bay kiểu truyền thống, ai cũng thể gấp được. Và cách phi và cách gấp làm sao cho nó hiệu quả nhất. Giờ mình sẽ phi thử cho các bạn xem nhé. Giờ mình sẽ quay lại camera trước cho các bạn xem. Giờ mình sẽ phi này.